Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ năm ngày 1 tháng 8 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải 8 Tây Ninh 98, giải 8 An Giang 42, giải 8 Bình Thuận 70 và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay.
đặc biệt Tây Ninh 935-464, giải đặc biệt An Giang 290-465, giải đặc biệt Bình Thuận 682-441. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bữa quay thử số số miền Nam lần sau.